Tư đến với buổi livestream nhận định thị trường chứng khoán 17 tháng 9 của Tuấn Hưng. Thị trường chứng khoán hôm nay là một phiên tăng điểm rất mạnh và rất là hợp tình hợp lý với suy luận logic của nhiều nhà đầu tư. Hôm nay thị trường là lần đầu tiên chúng ta đã có một cái nến xanh sau 4-5 liên tiếp là gọi là trung thu rước đèn. Chúng ta đã đổi một kiểu nến mới, đó là chơi đèn ông sao. Và thực sự hôm nay là một pha tăng điểm với thanh khoản khá thấp. Câu hỏi nhiều nhà đầu tư quan tâm bây giờ lại tiếp tục là thị trường liệu tiếp tục đảo trend và cho ta cái kỳ vọng rằng sẽ tiếp tục tăng điểm vượt đỉnh, hay đơn giản đây chỉ là một pha phục hồi kỹ thuật, thuần kỹ thuật thôi, và trong trung hạn sẽ tiếp tục giảm điểm cũng như những video gần đây mình nhận định. Thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào phân tích các cái yếu tố nào sẽ cho chúng ta câu trả lời đấy trong ngày hôm nay. Và nhiều người câu hỏi nhất đặt ra rằng là liệu pha này phục hồi thì nó sẽ phục hồi đến đâu, và đâu sẽ là cái cơ hội để chúng ta có thể xử lý những khoản lỗ ngắn hạn của chúng ta, hoặc là có thể chốt lời ngắn hạn. Thì chúng ta hãy đến với buổi livestream nhận định này. Thì đây là cái nhận định của thứ sáu tuần trước, mình nói trong trung hạn thì đã khá là rủi ro, chát tuần thể hiện thay đổi màu đúng không, nhưng tuy nhiên trong ngắn hạn như trung hạn là kéo dài từ vài tháng cho đến nửa năm thì mình đánh giá điều đấy, nhưng trong ngắn hạn thì mình nhận thấy rằng là thị trường sẽ có những xu thế phục hồi, và phục hồi thì theo mình vẫn quan điểm là cơ hội để bán chốt lời ngắn hạn và hạ tỷ trọng. Thì hôm nay ngay buổi sáng lúc đâu đó 9 giờ sáng mình đã nhắn VN-Index giảm sốc xuống vùng biên 1240, và đây là cái mốc hỗ trợ rất quan trọng. Mặc dù là cái trend trung hạn thì đang bị vi phạm, nhưng trong ngắn hạn thì mình kỳ vọng rằng sẽ có những pha phục hồi khoảng 10 điểm lên lại vùng 1250, và đây là cái cơ hội để nhà đầu tư là gọi là tự tin quyết đoán mua đuổi đúng không, và có những lợi nhuận, hoặc là bán khi nó phục hồi. Thì đây là cái nhận định của mình, và mình nghĩ là chiến lược giai đoạn này vẫn là tối đa là phòng thủ, nghĩa là giữ cái tỷ trọng ở mức khoảng 30% đổ lại, và mỗi lần chúng ta sẽ giải ngân từ 12%. Ví dụ hôm qua ATC mình bắt đáy khoảng tầm 10 đến 15%, thì ngày mai mình sẽ bắt đầu bán phần đấy ra khi VN-Index đã phục hồi được khoảng tầm 20 đến 25 điểm. Thì nếu mà chúng ta tính cái vị trí đáy thấp nhất của VN-Index đạt được là 1237, thì rõ ràng là đến tính thời điểm hiện tại là VN-Index đã phục hồi 20 mấy điểm rồi. Thì nghĩa là ngày mai nếu ai mà bắt đáy chiều hôm qua thì cũng nên bán cái lượng hàng ấy ra và giữ lại cái tỷ trọng nó trở lại mức bình thường, đó khoảng 30 đến 40% là phù hợp nhất. Nghĩa không nên cố nghĩa mua ở vị trí đúng, nhưng anh chị phải biết hiện thực hóa lợi nhuận thì nó mới là điều tích cực. Thì đầu tiên chúng ta nhìn xem hôm nay có điều gì tích cực mà cho chúng ta kỳ vọng rằng nó đảo chen, hay là có nhiều cái thể hiện chúng ta nó cũng chỉ là một pha phục hồi kỹ thuật bình thường thôi. Thì yếu tố đầu tiên mình nhận định đấy là thị trường hôm nay là nó đang về mặt kỹ thuật nhé, thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái thanh khoản nó rất là thấp, rất là thấp, nó thể hiện rằng là dấu hiệu cạn cung rõ ràng, nghĩa là nhiều nhà đầu tư không muốn bán ra nữa, nhưng cái dấu hiệu dòng tiền lớn vào mua đuổi đẩy giá lên thì mình nghĩ cũng không có. Thứ hai là chúng ta nhìn thấy trên thực tế rằng là cái VN-Index này, cái quá trình này nó quá ngắn. Nhiều nhà đầu tư nói rằng à, tại sao trong quá khứ có những khu vực mà nó thanh khoản rất thấp mà nó kéo được, đây là một ví dụ đúng không? Đấy. Nhưng chúng ta phải thấy cái khu vực này nó rất là khác cái khu vực này. Có nghĩa khu vực này nó chỉ có duy nhất một cái phần đỉnh này thôi. Đấy, anh chị em nhìn đấy. Nghĩa là nó chưa có nhiều cái kháng cự ở quanh khu vực này, thì nó kéo rất là dễ với thanh khoản thấp. Anh chị em nhìn đấy. Nghĩa là khu vực này à, mọi người chỉ kẹt hàng ở đây thôi. Và cái khu vực này gần như không có nhà đầu tư nào kẹt hàng mấy. Rất là nhanh thôi. Nhưng khu vực này thì nó khác. Nghĩa là nếu mà quá trình đi lên khu vực này, mình kẹt từ đây trở đi lên này, thì nó có đến rất nhiều cái khu vực kẹt hàng. Ví dụ đấy. Một này. Những khu vực rất lớn kẹt hàng và với thanh khoản cực kỳ lớn, tôi nhìn đấy kẹt hàng những người này là mua đuổi đây này, đấy rất là nhiều khu vực kẹt hàng, tôi nhìn đấy thanh khoản rất là lớn đây này. Khu vực này à, thanh khoản rất lớn, thì rõ ràng rằng giai đoạn này mặc dù nhìn thì có vẻ giống khu vực này giống những pha phục hồi với khối lượng thấp, nhưng rất là khó để có một cái pha tăng điểm nó kéo dài được như thế này, bởi vì đơn giản rằng là phía trên nó quá nhiều người kẹt hàng và đại đa số bây giờ đang thua lỗ trở về bờ. Thì rõ ràng là việc thanh khoản thấp như thế này chắc chắn là rất là khó có cơ hội rằng nó là một pha kéo lên như này, mà nó có thể nếu mà rủi ro thì nó sẽ có những xu thế ví dụ là giống giống kiểu như này nhiều hơn, đây là những pha bull trap đấy, hoặc là dễ nhất là chị nhìn giống cái khu vực này này đấy, có những pha mà hồi đấy anh em nhìn đấy, đây này hồi đấy hồi 22 điểm nó anh nhé, sau khi VN-Index này kéo lên đỉnh này kéo dập bên dưới đúng không, mà 20 vẫn đi ngang và có phiên phục hồi lên đây,
gần M20 nhất, sau đó thì bắt đầu với quá trình rơi. Và chúng ta nhìn thấy rằng đấy cũng có thể là những cái mà mình cần cảnh báo đối với nhà đầu tư. Có nghĩa là phục hồi rồi, ai có lợi nhuận của pha bắt đáy hôm qua, thậm chí hôm kia là đều có lợi nhuận, đúng không? Vùng 1240 cho đến 1250 mình vẫn khẳng định rằng đây là một khu vực để lướt sóng T cộng. Đấy, khu vực này vẫn có lợi nhuận. Nhưng mà lợi nhuận khi mà anh chị phải bán được nó ra, chứ anh chị mà không bán mà nó quay trở lại thì anh chị lại đấy không phải lợi nhuận. Do đó mình nghĩ rằng khi nó phục hồi gần đến khu vực này, điểm cao nhất mình đánh giá rằng là nó cao nhất thì nó có thể lên đến khu vực 1275. Đây là khu vực rất là cao. Đấy. Nhưng mà nếu điểm thấp nhất thì nó có thể chỉ lên 1263. Có nghĩa đâu đó nó phục hồi khoảng tầm 4 đến 5 điểm nữa thì nó sẽ khu vực này nó dừng chân đây. Đây có thể sẽ khu vực mà chúng ta phải hạ hàng. Tất nhiên chúng ta có quyền hy vọng rằng nó sẽ vượt hẳn đến xa xa một chút. Ví dụ quá trình này chúng ta nhìn thấy nó kéo từ biên dưới đúng không? Lên gần đến tận biên trên. Có nghĩa nếu mà so sánh sự tương ứng thì cái quá trình phục hồi này có thể nó sẽ kéo thật thẳng ở tận khu vực này các bạn. Ví dụ vậy. Nhiều nhà đầu tư là được phép kỳ vọng mà mình có cơ hội kỳ vọng mà. Có thể lên 1280. Nhưng đối với mình thì mình nghĩ rằng là theo cảm quan mình thì khoảng tầm 1265, tầm 5 đến 7 điểm nữa thôi. Đó là cái điểm dừng chân rồi. Đấy, chúng ta nhìn thấy và phải thận trọng khi một lần nữa mà nó rơi với thanh khoản lớn hơn. Ví dụ nó rơi mất cái mốc 1255 này với thanh khoản lớn hơn chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng là khu vực này là bắt buộc chúng ta phải bán với cái tỷ trọng toàn bộ danh mục. Nếu mà rơi với khối lượng lớn hơn nó sẽ khá giống trường hợp này này. Đấy, khi nó mất cái mốc điểm điểm cao nhất này. Đấy, chúng ta phải bán ngay ở khi khu vực này này. Bán ngay khu vực này. Nghĩa khi mất cái giá trị này với khối lượng rất lớn. Ví dụ hôm nay là đâu đó có khoảng 14.000 tỷ mà chúng ta thấy cái kiểu bán ấy mà trong vòng một buổi sáng mà nó đạt khoảng tầm 10.000 tỷ rồi, nghĩa cả ngày nó phải hơn 20.000 tỷ ấy, thì mình nghĩ là lên bán toàn bộ danh mục. Đấy. Thì mình nghĩ là đây chính là cái mốc dấu chốt của chúng ta ở 1254. Đấy, nghĩa là có thể nó quay quanh cái giá này. Anh chị nếu mà thích đặt cược thì đây là cái cơ hội mình nghĩ bán, cơ hội cuối cùng. Nếu mà chúng ta cần bán thì nó sẽ mốt chặn đây. Đấy. Còn nếu anh chị có thể bán được ở cái giá cao hơn thì đó là khả năng của mỗi người, đúng không? Và đặt cược thôi. Còn nếu mà bán ở đây mà nó kéo lên tiếp thì chúng ta mất hàng chấp nhận thôi. Thì đấy là cái đầu tiên mà mình nhắc và mình vẫn nhắc một chút, đó là hôm nay một pha phục hồi mình đánh giá rằng rất bình thường thôi. Ví dụ như cổ phiếu là STB này. Đấy. Cùng lắm nó lên được đến khoảng 30. Ví dụ vậy. Đấy, 30 hơn 30 một tí. Đấy. Quanh quẩn khoảng 1-2% nữa. Nhưng cổ phiếu mà giảm nhiều thì nó tăng phục hồi thì mình thấy đây là một cái hành động rất bình thường của phân tích kỹ thuật. Đấy. Khi mà gãy 20 lên phục hồi đến đây, sau đó nó sẽ tích lũy ở đây một thời gian. Đấy. Sau đó nó rơi hay không thì mình nghĩ là khoảng tập thứ 5, thứ 6 tuần này chúng ta sẽ có câu trả lời. Đấy, thì hôm nay mình cũng có nhắn cho khách hàng, đó là lúc ngay mà lúc mà nó có cái dấu hiệu ấy, mình bảo hôm nay thì thực sự là tăng điểm rất phù hợp với logic. Thứ nhất chúng ta nhìn thấy là về tâm linh thì chúng ta nhìn thấy rằng là có hai cái yếu tố rất quan trọng, đó là danh mục leader của anh Idol, anh ấy đã bán toàn bộ cầm tiền. Khi mà anh này anh ấy đánh thì phun tiền thì cơ hội thị trường tăng rất là mạnh. Thứ hai là cái tâm linh về mặt thị trường, đó là phun tiêu cực để của các công ty chứng khoán thì chắc chắn là cơ hội tăng hôm nay rất nhiều. Đấy là về mặt tâm linh. Thứ hai là về mặt kỹ thuật thì cũng rất là phù hợp, đúng không? Kỹ thuật rất phù hợp rồi. Thị trường thì đã rơi xuống cạnh dưới thì đương nhiên nó xu hướng nảy lên cạnh giữa khi mà M20 đang hướng lên. Do đó thì nó có thể phục hồi 1250, 1260, 62, 65 gì đấy là chuyện rất là phù hợp. Tiếp theo đó là câu chuyện về thế giới. Thế giới chúng ta nhìn thấy Mỹ tăng rất là tốt, đúng không? Mỹ tăng rất là tốt. Đấy. Ít nhất là mình vẫn khẳng định rằng là nó có thể đảo chiều ở đây khi gặp cái trend line này. Đúng không? Đấy. Nhưng rõ ràng là Mỹ nó phục hồi như này. Phục hồi 10 chẳng hạn, Việt Nam cũng phục hồi được 1-2 lần, đúng không? Đức cũng phục hồi này. Đấy, chúng ta nhìn thấy Nhật Bản cũng rút chân, đúng không? Rút chân. Hàn Quốc thì cũng đã rút chân rồi. Đấy, trong khi Trung Quốc này, đây Hồng Kông, đúng không? Hồng Kông nhìn thấy phục hồi, có thể sau này nó vẫn giảm sau 1-2 phiên nữa, nhưng ít nhất là toàn thế giới gọi là trăm hoa đua nở. Trung Quốc cũng yếu như Việt Nam, đúng không? Thì hôm nay cũng xanh, đúng không? Cũng xanh lên. Thì có anh thế sẽ cũng phục hồi. Nghĩa cũng phục hồi. Có thể sau này nó vẫn giảm. Ít nhất là trong 1-2 phiên này nó đang trong xu thế phục hồi thì rõ ràng rằng là Việt Nam hôm nay phục hồi là gần như là một yếu tố quá phù hợp. Còn thứ 5, thứ 6 giảm hay không thì nói chuyện. Thì mình nghĩ rằng đây là một dấu hiệu mà cho chúng ta thấy rằng là cứ vui đi đã. Còn lúc 2 giờ chiều này
1 giờ 54 phút thì mình đã nói là khi mà mình quan sát lúc đấy mình nhìn cái cổ phiếu Gilead ấy, nó đang kê lệnh đấy, thì mình thấy rằng là có vẻ là 1 giờ 54 là lập tức nó thay đổi cái dấu hiệu, đó là cổ phiếu Gilead ấy, nó thay đổi rất là khác đấy. Gilead này mình thấy lúc đấy là cổ phiếu Gilead ấy, nó đang kê ở cái lệnh là 20,6, thì cái lệnh 20,65 ấy lúc nhiên nó kê một phát lên 200.000 đấy, và nó rút cái lệnh mua ở 20,6 đi, cho thấy rằng giống kiểu là nó kiểu bán sang tay ấy, tay trái bán tay phải để tạo sự hưng phấn FOMO. Thì mình có nhắn tin với khách hàng rằng là ngay lập tức các tổ lái đang xoay lệnh kê thành chờ bán phía trên, và có thể sẽ sắp có một pha kéo rất là mạnh và sẽ vừa kéo vừa giải thóc. Thì mình đánh giá rằng hôm nay có vẻ rất là giống cái phiên gọi vừa kéo vừa giải thóc của thị trường, có nghĩa là khi mà người ta thấy cái lực mua lực bán đã yếu rồi thì bắt đầu nó sẽ phải, các ông không chịu bán thì tôi sẽ kéo cho ông mua đấy, nghĩa là người ta không muốn bán nữa, tinh thần đã thay đổi rồi thì nó sẽ kéo mua. Và việc của nhà cái là nó sẽ xếp các cái lệnh chờ mua rất là lớn ở phía trên, nghĩa bản thân họ cũng mua và nhỏ lẻ mua theo. Ví dụ họ xếp 200.000 cổ phiếu Gilead đi thì họ tự mua 100 và nhỏ lẻ sẽ lao theo những lệnh đấy khoảng 100, và mình nghĩ rằng đấy là cái hành động mà mình nghĩ rất nhiều lần. Ví dụ khu vực này những cây nến này nó cũng sẽ kiểu thế, chỉ kéo 30 phút cuối. Nếu anh chị xem, nếu mình chỉnh giờ lại cái xem cái ngày 12 tháng 4 ấy, chúng ta giờ cái chart của tốc độ thấp, không biết nó có giờ đến tận cái ngày đấy không đấy, nhưng mà nếu mà kéo lại được đến tận ngày đấy thì chắc là sẽ rất là xa đấy. 24 đây này, khu vực này này anh em sẽ để ý thấy cái khu vực cái moon chart này nó cũng sẽ rất kéo vào cái tầm chiều đấy. 12 tháng 4 đây nhá, 12 tháng 4 này đấy, mình giờ kỹ cho anh chị em xem để anh chị em nhìn thấy cái sự tương đồng đấy, nó cũng kéo vào lúc 1 giờ chiều 2 giờ chiều bắt đầu kéo mạnh lên đấy, anh chị em nhìn thấy không? Nó cũng kéo rất mạnh vào lúc 1:30 đến 2 giờ chiều, nghĩa là nó chỉ kéo rất là mạnh vào chiều kéo lên thôi. Thì mình đánh giá rằng là đây là một cơ hội gọi là ngắn hạn phục hồi thôi, chứ không phải là một pha đảo chen. Tất nhiên là có, mình nghĩ xác suất pha đảo chen nó thấp, mà nó chỉ là một pha phục hồi và nó sẽ có thể tích lũy ở đây khoảng 1, 2, 3 phiên gì đấy, sau có thể sẽ có xu hướng rơi lại sau. Chúng ta phải đặc biệt để ý. Còn nếu mà nó rơi lại gấp quá ấy, thì mình nghĩ rằng là thứ lắm, bởi vì thứ tư là Fed ra tin, và khi đó thì sẽ bùng lên một phiên, và sau khi bùng lên phiên đấy thì hy vọng nó không còn nữa, bắt đầu nó sẽ rơi. Và lúc đấy chúng ta phải để ý rất kỹ cái chứng khoán Mỹ đấy, nghĩa tối ngày mai là bắt đầu nó sẽ có xu hướng, và nghĩa ngày mai chứng khoán Mỹ nó có tạo đỉnh hay không, đấy là những cái mà mình nhắc nhở. Còn tất nhiên trong hôm nay mình sẽ phân tích một số cổ phiếu, ví dụ Gilead này đấy, nó là nhìn thì khá là đẹp, có vẻ như là đã tạo được hai đáy ba đáy phân kỳ dương, nhưng mà rõ ràng thì cái vùng cản nó rất là lớn, và rõ ràng nó chưa phá được cái chân giảm đấy, do đó cản của nó là 21,2 đấy, thì nghĩa là nếu phục hồi thêm khoảng 1-2% nữa thì ai mà kẹt hàng thành giá vốn cao thì có thể bán đi lỗ 1%, nghĩ là phù hợp. Kể cả những cổ phiếu như là BSR đúng không đấy, nó cũng đã lên đến khu vực này rồi, thì nếu mà nó tích lũy đi ngang không rơi thì không sao, nhưng mà nếu mà nó rơi tiếp thì mất mốc khoảng 23,5 ấy, chúng ta bắt đầu nên bán phát bớt hàng đi, bởi vì thanh khoản này mình đánh giá không phải tốt, nó có thể lên, nó tích lũy quanh khu vực này đấy, nó có thể lên đến đây thôi này, xong quay đầu đấy, chúng ta tối hóa những lợi nhuận đấy. Hoặc là chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu như MBB đấy, gãy mà 20 lên phục hồi mà 20 đâu có gì đã chắc gì đã đẹp đâu, đúng không? Thanh khoản thì rất là thấp đúng không, thì có thể nó sẽ tích lũy lên quanh đây khoảng tầm 24,38 này, là nó cũng sẽ dừng chân. Mình bảo rồi, ngân hàng chống thôi chỉ được vài phần trăm thôi, không có nhiều đấy, 2% không nhiều đúng không. Hoặc những cổ phiếu như là cổ phiếu SSI, VCI nó rơi nhiều quá phục hồi lên đúng không, sau đó hoàn toàn nó vẫn có thể rơi tiếp được. Mình nhìn trong quá khứ ấy, khi mà rơi mạnh quá nó phục hồi lên gần 20 xong nó rơi tiếp đấy, nó nhìn thấy trong quá khứ cũng thường xuyên có những pha kiểu như thế, khi nó rơi gãy 20 với khối lượng lớn thì nó phục hồi lên, và sau đó thì đây là gãy 20 phục hồi lên, sau đó bắt đầu mới rơi tiếp đấy. Chúng ta mặc dù nhìn đến giai đoạn này cũng đã phân kỳ tạo phân kỳ dương hai đáy rồi đấy nhá, mà vẫn chúng ta phải đề phòng thôi đúng không. Nhiều người xem mua ở đây nghĩ rằng là được hai đáy đúng không, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn phải đề phòng, mặc dù nhìn thì rõ ràng thấy giống phân kỳ dương hai đáy rồi đấy, nhưng nếu mà nó thay đổi thì chúng ta phải bắt buộc phải đấy. Ví dụ nếu mà nó tích lũy ở đây 1-2 phiên mà có một phiên đó rơi mạnh xuống phát, chúng ta phải bán chặn lãi, tất nhiên chúng ta không thể bán được đỉnh, cũng phải bán chặn lãi đây
Đấy là cái dấu hiệu mà mình khuyến nghị và nhà đầu tư. Và chúng ta nhìn thấy cổ phiếu MBS thì chăng nữa này, thanh khoản không có cao. Đấy. Cổ phiếu SSI chẳng hạn như vậy, đi thanh khoản không cao, mình đánh giá đây là một pha gọi là phục hồi bình thường, rất là bình thường thôi, giống kiểu là lên lên xuống xuống này, rất là bình thường thôi, mình đánh giá không có gì gọi là đặc sắc cả. Đấy. Thì có lợi nhuận thì tốt. Đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý những cổ phiếu mà tăng mạnh hôm nay, đại đa số là kể cả những cổ phiếu DG này, đấy, thanh khoản vẫn là thấp, đấy, tạo đỉnh hai thôi. Hôm nay mình báo anh em mua thích thì lướt lên xét, đấy, mua dưới này lên đến đây được khoảng 5%, 4%, lên M20 này, chỗ này phục hồi, thì chúng ta canh thể, đấy, thì mình nghĩ giai đoạn này nó như vậy thôi. Đấy, thì chúng ta cố gắng lướt thì thứ năm này có thể có rủi ro, thì tốt nhất là ngày mai đừng có mua đuổi nữa, đấy, mua những lúc nó đỏ đậm thì ta kiếm những lợi nhuận nó phù hợp. Ta nhìn qua một số cổ phiếu khác, ví dụ là cổ phiếu dòng dầu khí rồi này, chứng khoán này, thép này, HPG đúng không? Nó gãy gãy vùng này thì đây là phục hồi mà cái cản nó ở 25,5 rất là to. Đấy, mình nghĩ là và nó vẫn đang ở trong một cái xu thế giảm. Thanh khoản rất là thấp. Mình nghĩ lên đến đây khoảng đây là bắt đầu ngắc ngứ rồi. 25,2, 25,3 này. Ta có thể canh bán những cổ phiếu ra. Hoặc là NKG thế không? Đấy, nó tạo ba đáy rồi nhưng mà lên đến đây thôi là cũng bắt đầu ngắc ngứ rồi này, khoảng 21,6 này, tăng khoảng 1 đến 2% nữa thôi là bắt đầu cũng ngắc ngứ rồi. Thì mình nghĩ rằng là giai đoạn này ai nhanh tay lướt được 3-4%, 2% thì nó phù hợp thôi chứ không phải là một xu hướng đánh giảm, nghĩ như vậy. Thì chúng ta theo dõi chứ HDG thế này, đấy là phục hồi đây nó vẫn đang nằm trong một cái chân cản chéo và cái cản rất lớn đây, ví dụ lên khoảng tầm 28-29 này này chúng ta bán thì kiếm được những lợi nhuận nó nhỏ nhỏ khoảng 4-5%, 3% gì đấy, ví dụ vậy, có khi không được 5% cơ. Đấy, ví dụ lên lên đây khoảng tầm 28,7 chúng ta lại bán ra, đấy thì quay tay thôi, lướt lát như thế, Dabaco cũng thế này, đấy, Dabaco mình bảo rồi nó sẽ phục hồi trên đây một cái đỉnh nữa, nhưng mà lên thanh khoản nó bắt đầu yếu dần như này rồi, thì mình nghĩ là mai lên đây ai lại canh bán ra thôi, đấy, quay đi quay lại lướt lướt tí thế, mình nghĩ là phù hợp, đấy, thì ngày mai mình nghĩ là sẽ có câu trả lời rõ nhất. Và ngày mai chúng ta nhìn thấy nếu mà thực sự ngày mai này với cái thành cái nến tăng lên 19 đến 20 điểm này mà ngày mai tăng dưới 5 điểm là mình đánh giá là yếu. Đấy. Mà chúng ta phải xem thanh khoản nữa. Ví dụ hồi mà thanh khoản thấp này, mai mà đi ngang mà thanh khoản tăng lên thì rõ ràng khả năng cao đây là pha bull trap rất là lớn. Đấy. Hôm nay là phục 13,5 tỷ, nghìn tỷ. Nếu ngày mai nhưng mà tăng 5 điểm, 4-5 điểm chăng nữa nhưng mà thanh khoản lại khoảng 16-17 nghìn tỷ thì mình đánh giá lúc đấy lại bắt đầu có khi lại chuẩn bị xấu, nghĩa là nó chuẩn bị đảo chiều. Thế đấy chúng ta phải để ý những câu chuyện thế. Đấy thì đấy là toàn bộ những gì mà nhận định của cái video ngày hôm nay. Thì mình nghĩ rằng là mình thì vẫn quan điểm như cũ thôi. Trong đây mình vẫn nhắn khách hàng là mai mình sẽ bán cái đống hàng mà mình bắt đáy ra. Đấy. Mình vẫn bán. Mai mình nhắn rất là sớm ở cả trên diễn đàn đúng không? Mình biết đúng không? Không phải nói vút đuôi đúng không? 9 giờ mình đã nói rồi mình vẽ kẻ này rồi. Thì nó phục hồi đến đây này. Đấy, nó nhìn đấy. Mình vẽ từ trước rồi. Thì khi nó phục hồi đến đấy rồi thì chúng ta sẽ nhìn cái chart này. Đấy, vùng cản nó ở đây này, cản nó sẽ ở khu vực này này. Đấy, khu vực này này, điểm thấp nhất là ở đây này. Thấp nhất là khoảng 63 này. Cao nhất ở đâu? Cao nhất ở khu vực này này, tầm 75, 76 này. Đấy, như khu vực này là cái khu vực ở chúng ta hạ bớt hàng ra. Đấy, khu vực này. Lên được đến đây là nó sẽ dừng lại rồi. Xong rồi nó sẽ có thể đảo chiếu đây, lẻn lên nữa. Đấy, nó sẽ di chuyển như vậy. Thì mình nghĩ là khoảng 20 thật ra là bắt đầu nguy hiểm rồi nhá. 19 20 bắt đầu khá nguy hiểm, từ sau ngày 19 có ngày 20 bắt đầu nguy hiểm. Ta để ý cái dấu hiệu nó tạo hai cái đỉnh ngắn ngắn này. Hai đỉnh như này này, đấy, kiểu kiểu như này này, đấy, nó nhìn thấy một đỉnh hai đỉnh một phát giống giống kiểu như này này, đấy, nó tạo hai cái đỉnh nhỏ nhỏ như này này, đấy. Thì bắt đầu chúng ta có thể phải bán hàng ra, tạo hai đỉnh nhỏ nhỏ này, chúng ta bắt đầu canh bán ra nhá. Rất nhiều cái trường hợp nó có tạo hai cái đỉnh nhỏ nhỏ lên hai đỉnh nhỏ nhỏ này chúng ta bán, chúng ta xem chart 30 phút thì sẽ rất là phù hợp với lại lướt sóng T cộng. Đấy, thì chúng ta để ý khu vực điểm thấp nhất là 1263, điểm cao 1273, nói chung 10 điểm này nó có thể đảo chiều nhé. Thì chúng ta theo dõi, cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng chị Quang Tuấn Hưng và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có nhiều dịp làm việc với nhau đúng như chuyện này hồi 12 tháng 4 này, lên nó tạo vẫn phải tạo hai cái đỉnh cái nhỏ bắt đầu nó mới gãy xong. Đấy, này tạo hai cái đỉnh nhỏ nhỏ nó bắt đầu mới gãy xong. Đấy, cơ hội chúng ta quan sát nhé.
Mình xin phép dừng cái video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi và đồng hành. Ôi, múc gì đại ca, múc hôm qua rồi, hôm nay chỉ canh bán thôi, mai canh bán thôi.